nhiếp thọ tất cả thành đế khổ tập diệt đạo mà tu tất cả pháp môn tam ma địa, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà tu tất cả pháp môn tam ma địa. Nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni mà tu tất cả pháp môn tam ma địa. Nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi. Pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà tu tất cả pháp môn Tam Ma địa, nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không không cảnh giới bất tư nghỉ mà tu tất cả pháp môn tam ma địa nhiếp thọ tất cả năm loại mắt sáu phép thần thông mà tu tất cả pháp môn tam ma địa nhiếp thọ tất cả mười lực phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng mà tu tất cả pháp môn tam ma địa nhiếp thọ tất cả đại từ đại bi đại hỷ đại xả mà tu tất cả pháp môn tam ma địa nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất tánh luôn luôn xả mà tu tất cả pháp môn tam ma địa nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà tu tất cả pháp môn tam ma địa Nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà tu tất cả pháp môn tam ma địa do nhân duyên đó mà không có hai tưởng hết quyển thứ ba trăm bảy tư